Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm một cái video về jQuery UI nhé. Đây là cái thư viện jQuery UI nhé. Và chúng ta thấy là cái code của chúng ta rất ngắn gọn. Chúng ta làm về cái gọi là auto complete và code của chúng ta chỉ có ngắn gọn như thế này thôi, không có cái gì hết. Và bởi vì làm sao nó ngắn gọn được như vậy? Bởi vì nó đã trỏ đến những cái thư viện. Chúng ta có ba cái đường link, các bạn làm y chang như thế này. Thì đây là thứ nhất là có jQuery chấm cái thư viện jQuery này, rồi ở đây là chúng ta chọn đến jQuery UI này, và đây có một cái CSS nữa, có ba cái đường link và các bạn phải làm đúng như vậy nhé. Như vậy là chúng ta sử dụng các cái nguồn tài nguyên ở trên mạng, và cái bài này để các bạn có thể chạy được, các bạn phải có internet. Hoặc nếu không các bạn phải download những cái thứ này về, tôi thì tôi sẽ không download những cái thứ này, thực ra nó ở trong một cái gói thôi, đơn giản. Các bạn tra trên mạng lấy jQuery UI thì các bạn có tất. Và cái này nó dùng cái jQuery 1.9.1 và jQuery 1.10.3. Và cái CSS này cũng bắt buộc đấy, 1.10.3 này cũng bắt buộc, bởi vì là nếu không nó cũng không được tự động hóa. Đây nó không phần đơn thuần là trang trí đâu. Nếu không có cái CSS này nó không hoạt động được. Tí nữa tôi sẽ trỏ cho các bạn và tôi sẽ nói làm sao. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem là jQuery. Đây, đầu tiên tôi sẽ demo cái chương trình này nhé. Refresh. Và tôi ấn vào đây chữ on. Ra Honda, Toyota và Hello. Đúng không? Và tôi chẳng hạn tôi chọn Hello chẳng hạn đấy. Như thế là để nó giúp chúng ta làm gì để auto complete những cái dựa trên các cái tag hoặc là cái lựa chọn. Và nếu mà chúng ta ấn chữ V chẳng hạn, nó ra Vespa, mình chỉ click vào mình ta lấy. Nó cũng giống như là, tức là thí dụ các bạn có một danh sách các tỉnh huyện chẳng hạn thì nó cũng làm những cái này rất tiện. Và tôi nghĩ là những cái thứ này rất thiết yếu để trong lập trình cũng như là lập trình web. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái code nó viết như thế nào. Và đây chúng ta có ngoài mấy cái thư viện này thì chúng ta bắt đầu vào cái tag script. Chúng ta viết một cái dollar function, có nghĩa là cái dollar ready function đấy của jQuery. Tức là khi mà cái document nó ready thì bắt đầu nó tải luôn. Một cái var là v. Thì có mấy cái biến, tức là mấy cái, là một cái array đấy, là một cái mảng có mấy cái giá trị là Honda, Toyota, Hello, Vespa. Các bạn để ý tôi cố tình để vừa ngoặc đơn vừa ngoặc kép, vừa nháy đơn vừa nháy kép để các bạn biết là nó không có ảnh hưởng gì cả. Đây là cái mảng thôi, mảng của JavaScript thì nó được khai báo như thế này. Và tiếp theo thì nó có, đây một cái selector, nó chọn cái ID là tag, là cái chính là cái input nhé. Cái input là cái trường mà chúng ta, đây chính là cái input mà có ID là tags. Quan trọng là có cái ID này, đây chúng ta select cái tag. Và sau đó thì chúng ta dùng cái function gọi autocomplete của cái jQuery UI này nhé. Và chúng ta phải khai báo cái source. Source chính là cái mảng này, nó làm autocomplete dựa trên cái nguồn này nhé. Và như vậy là xong. Và ở đây tất nhiên là chúng ta có một cái div và class này các thứ thì các bạn. Tí nữa chúng ta có thể bỏ class này đi xem nó có làm sao không. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu quan trọng nhất là cái tag này, tí nữa chúng ta cùng thử nhé. Và bây giờ chúng ta xem lại này. Bang bang. Và chúng ta làm lại một lần nữa và chúng ta sẽ thử Honda. Ok. Và bây giờ chúng ta thử bỏ cái class này đi xem nó có chạy không nhé. Tốt nhất là tôi Ctrl X, Ctrl S vào. Và refresh. Chúng ta cho chữ Honda vào đây. Hello, vẫn chạy bình thường nhé. Nhưng mà hình như là nếu mà có cái class này thì những cái này nó có vẻ nó đẹp hơn đúng không? Đây ta lại cho cái class này vào, Ctrl V, Ctrl S. Hình như nó to hơn, chữ nó to hơn. Refresh. Đấy, các bạn thấy nó, nếu mà có cái class đấy thì nó to, chữ nó to hơn Honda. Đấy, đúng không? Đúng là như vậy. Thì cái class này chỉ có tác dụng là cái CSS thôi. Thế còn nếu mà chúng ta bỏ cái tag này đi thì hỏng ngay, bởi vì cái tag này không thể bỏ được, bởi vì cái tag này, nếu mà chúng ta bỏ, bởi vì chúng ta select cái tag này và chúng ta sẽ dùng apply cái autocomplete vào đây. Thôi tôi nói thế là tôi sẽ không nói hơn rõ hơn nữa. Và bây giờ tôi thử bỏ cái dòng lệnh này nhé. CSS này thì chúng ta thấy là Ctrl X này,
Ctrl S và ta chạy lại thì chúng ta cũng sẽ thấy ngay là nó không được nhé. Là chúng ta gõ vào Honda chẳng hạn, à nó ra chữ hai từ khóa, và bây giờ chúng ta không thể select tự động được nhé. À nó cũng select đây này, nhưng mà trông nó bẩn bẩn như này không hay lắm nhỉ, yeah. Được không? Enter xem nó chuyện gì sẽ xảy ra. Không chuyện gì xảy ra cả. Và tốt nhất là chúng ta nên có cái như lúc nãy thì nó hay hơn đúng không? Ctrl S. Và chúng ta xem lại này. Bang. Yeah. Honda, chúng ta thích cái này hơn chứ chẳng nhẽ lại đúng. Thế tóm lại là chúng ta không thể bỏ được cái CSS này và cái widget này, class này chúng ta cũng nên để. Cái này thì không sao lắm, nó chỉ là hình thức thôi, thể hiện thôi. Vậy nhỉ? Và như vậy các bạn thấy bản thân cái ví dụ này đã rất là tiện lợi rồi, chúng ta thấy là rất cần thiết trong rất nhiều trường hợp, và nếu mà các bạn là lập trình các bạn sẽ biết là việc đấy. Bây giờ tôi sẽ còn muốn đưa cái bài toán này đi xa hơn một chút, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy từ cơ sở dữ liệu vào như thế nào. Đây là chúng ta định nghĩa một cái mảng, đúng không? Đúng không nhỉ? Thế còn nếu mà chúng ta muốn định nghĩa từ cơ sở dữ liệu vào thì chúng ta làm như thế nào? Vậy nhé. Thì tôi có một cái file connect này, tôi có đây là những cái dữ liệu để connect, và tôi có một cái đây. Tôi bật cái này lên các bạn nhìn nhé. Và đây tôi có cái spell. Lâu thế nhỉ? Đợi chút xíu. Và ở trong này tôi có cái spell là một cái file từ điển rất là lớn đúng không? Hàng năm. Thì đây tôi có thể lấy đây. Đây các bạn nhìn này, nó 5.300 từ. Và cái này tôi cũng đã nói ở trong cái bài spelling là cái bài này nhá. Là cái bài này các bạn sẽ học lập trình online.com. Và các bạn ở trong này tôi cũng để những cái code cho cái bài spelling này, nó có cả từ điển. Nếu các bạn muốn có cái file đó thì các bạn có thể xem cái, các bạn có thể gọi là kiểm lỗi chính tả, còn đây là kiểm lỗi chẳng hạn. Enter. Đây, nó chính là cái bài này nhé, kiểm lỗi này. Và ở trong này chúng ta có nguồn rồi, chúng ta có cả mọi thứ. Chúng ta sẽ tạo ra cái database bằng cách nào như thế này thì các bạn nếu muốn các bạn có thể xem cái này. Và để cho cái bài nó ngắn gọn, tôi sẽ không tạo lại cái database trong cái bài này nữa, được không? Thì ở trong này tôi có cái file connect này, tôi sẽ tạo ra cái database như thế nào thì các bạn xem. Và chúng ta connect vào nó, và cái file database tên là spell, và cái table tên là English nhé. Yeah, cái table tức là English thì chúng ta sẽ lấy select sound from English này, đúng không? Chúng ta select vào cái spell đây rồi, đúng không? Và chúng ta sẽ lấy tất cả cái dữ liệu ở trong cái English, và chúng ta đưa kết quả bằng cái MySQL query của cái này, đúng không nhỉ? Và tôi dùng cái dòng này để tôi chuyển nó thành một cái array thôi nhá, đúng không? Tôi dùng cái bằng này để tôi chuyển cái tất cả, tức là cái bảng này, bảng dữ liệu thành cái array, được không nào? Đưa vào cái gọi là W này, là các cái word ấy, array tên là W. Nếu các bạn thích các bạn có thể print, tôi có thể print cái này nhé. Tôi có thể print đó là W ở đây, bởi vì cái chương trình này nó chạy khá độc lập đúng không? Nó cũng chẳng cần cái gì cả, và chúng ta có thể print cái này. Chúng ta có thể pre đúng không? Tắt pre ở đây. Và chúng ta cho cái này vào đây và chúng ta chạy thử. Ctrl S, Ctrl E, Enter, Ctrl S, và tôi chạy thử cái connect này nhá. Bang bang bang. Tất nhiên là tôi sẽ không chuyện connect. Tôi chạy thử xem nó có in ra không. 15, dòng 15. 15. À đang ở trong PHP ấy. Cũng được. Thế thì tôi phải print W echo, hay là đóng cái này lại.
Rồi được rồi. Echo. Chuẩn x và tôi cho vào đây nhé. Sorry. Như này đúng không nào? Ctrl S và Ctrl C P Enter và tôi sẽ chạy cái dòng này và các bạn nhìn nhé. Bang và bang. Và chúng ta nhìn thấy rất nhiều kết quả đây, khoảng 5, nếu mà tôi không nhầm nó khoảng 5.000, trên 5.000 từ nhé. Và chúng ta làm gì với cái này nhỉ? Như vậy chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy là file connect này thì là chúng ta đã, bây giờ tôi khóa mấy cái dòng này lại, chúng ta đã biết là chúng ta có một cái array rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta muốn dùng nó ở trong cái chương trình này thì chúng ta làm thế nào? Thì đầu tiên chúng ta tôi include cái connect vào nhé, để chúng ta có một cái mảng w đúng không nhỉ? Nếu mà chúng ta include vào như này thì nó sẽ chạy và nó sẽ có một cái mảng của PHP này này, mảng w này nhá. Và bây giờ chúng ta phải truyền sorry, chúng ta phải truyền cái gì nhỉ, tôi cứ nhầm, chúng ta phải truyền chuyển từ cái mảng ở đây, chúng ta có một cái mảng w của PHP nhưng mà ở đây chúng ta muốn có một cái mảng JavaScript thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta sẽ ra ngoài này và tra từ hiển nhé. Chúng ta sẽ tra là chuyển từ chúng ta sẽ chuyển một cái mảng từ truyền một cái mảng một cái biến thì tôi gọi là pass passing variable từ PHP to JavaScript này nhá, tức là pass variable và chúng ta sẽ dùng xem là tôi thử ấn cái nút nút này stack đây là hoặc là tôi nghĩ nó là JSON encode gì đấy. Có lẽ là cái đường link trên đầu này nhá. Tôi thích như cái các bạn có thể copy cái dòng này. Đây này. Ngoài vào JSON encode nhá. Bang bang hoặc là các bạn chỉ lấy cái dòng này thôi nhá. Các bạn lấy sao chép và chúng ta có thể ném nó vào thay vì ở chỗ cái V này. Chúng ta có thể bỏ hết cái thằng thằng Honda Sumatra này đi, Honda Hondiek này đi và chúng ta paste cái va bằng, mình cũng vẫn có thể để nó là V ở đây đúng không? V, chúng ta Ctrl S và chúng ta xóa bớt cái dòng này đi đúng không? Ctrl Shift, Ctrl Shift Enter để chúng ta căn lại một phát. Và ở đây chúng ta truyền vào là không phải là, và chúng ta có cái mảng hình như nó tên là W đúng không? W, nếu tôi nhớ không nhầm thì ở bên này chúng ta xem lại này, chúng ta sẽ truyền một cái, chúng ta có một cái mảng là W nhá, mảng là W. Sorry. Và bây giờ như vậy là thay vì chúng ta có cái biến nhỏ nhỏ lúc nãy thì bây giờ chúng ta đưa một cái biến rất lớn vào đây là cái mảng lớn vào đây và chúng ta thử chạy thử xem nó có hoạt động không nhé. Tôi nghĩ là nó phải hoạt động thôi bởi vì nó không có cái gì refresh và chúng ta thấy cái gì xảy ra nhỉ? Nó làm gì sao nó không chạy nhỉ? Sao lại cái lơ tơ mơ này, nháy 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 cái gì đây? Có cái gì không? Tôi thử debug nó lên xem có cái chuyện gì không nhé. Công cụ này, công cụ dành cho nhà phát triển. Và tôi ấn cái console này lên, hình như có vẻ là không có lỗi gì cả. Đây là connect, chúng ta phải chạy cái thằng, không phải thằng connect này mà chúng ta chạy cái thằng này cái này. Nếu mà tôi không nhầm. Và debug lên cũng không có lỗi gì. Bây giờ chúng ta chỉ gõ chữ A thôi nào. Nó có ra. Và các bạn, tôi sẽ đóng cái cửa sổ này lại nhé. AB chẳng hạn. Wow. Và AB per chẳng hạn. Không có gì đúng không? AB AB B nữa chẳng hạn. Không có đúng không? AB có nghĩa là
AB và chữ L thì chắc là được, đúng không? Đúng không? Đấy là cái cách mà chúng ta có thể làm những cái autocomplete. Và các bạn dựa trên cái bài này, đây thí dụ chúng ta có thể lấy properly. Properly cái gì đấy, rồi cho chúng ta thử vài từ M chẳng hạn. Và almost chẳng hạn, AL almost warmly gì đấy. Như thế các bạn dựa trên cái bài này sẽ gợi ý cho các bạn những cái ý tưởng để các bạn có thể làm cho mình những cái ứng dụng, có thể là để mà gõ tiếng Anh cho nó nhanh, hoặc là cũng có thể là để gõ các cái code cho nó nhanh dựa trên những cái thư viện mình tích lũy được. Ok. Và có lẽ là cái bài này tôi xin dừng ở đây và xin cảm ơn và hẹn gặp lại.